mặc cho CEO Trần Kinh Doanh của Bách Hóa Xanh đã cam kết sẽ tuân thủ nghiêm theo các quy định nhưng nhiều cửa hàng Bách Hóa Xanh vẫn tái diễn vi phạm về việc bán hàng quá đết và không niêm yết giá. Mặc dù CEO của Bách Hóa Xanh đã cam kết sẽ tuân thủ nghiêm theo các quy định trong việc bán hàng nhưng liên tiếp nhiều cửa hàng Bách Hóa Xanh, Bách Hóa Xanh vẫn liên tục vi phạm. Mới đây nhất, vào trưa ngày 3 tháng 9, sau khi nhận được phản ánh của người dân, đội quản lý thị trường, QLTT, số 1, cục qltt ninh thuận đã tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng bách hóa xanh ninh thuận số 2, chi nhánh công ty cổ phần thương mại bách hóa xanh có địa chỉ tại số 298 đường 21 trên 8 phường phước mỹ thành phố phan giang tháp tràm ninh thuận sau khi kiểm tra lực lượng qltt đã phát hiện cửa hàng bách hóa xanh này đang bày bán nhiều mặt hàng tiêu dùng không niêm yết giá trên sản phẩm theo quy định cụ thể là các mặt hàng gạo bánh kẹo bột ngọt dầu ăn ngũ cốc gia vị mỹ phẩm dầu gội, sữa tắm, bột giặt, nước xả vải đội QLTT số 1 đã lập biên bản, xử lý theo quy định. Trước đó, vào ngày 12 tháng 8, đội QLTT số 1 cũng đã kiểm tra đột xuất cửa hàng bách hóa xanh ninh thuận số 1 và cũng đã xử phạt về hành vi ghi nhãn không đầy đủ theo quy định pháp luật. Trước đó, vào thời điểm giữa tháng 7 năm 2021, đúng lúc thành phố Hồ Chí Minh đang nóng vì dịch COVID-19, đó là khi thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội và chuỗi cung ứng thực phẩm tại thành phố này bị đứt gãy do những yêu cầu về kiểm soát dịch bệnh thì bất ngờ hệ thống cửa hàng Bách hóa Xanh lại thông tin tăng giá bán một số mặt hàng thiết yếu như rau, củ, quả. Lý giải cho sự tăng giá này, Bách hóa Xanh cho biết do thời gian vận chuyển từ vùng trồng về các cửa hàng Bách hóa Xanh tăng đáng kể khi qua các chốt kiểm soát liên tỉnh và tình trạng ùn ứ kéo dài trên các quốc lộ dẫn đến chi phí vận chuyển tăng, cộng thêm giá xăng tăng và tỷ lệ hư hao hàng tươi sống tăng cao do đó phải điều chỉnh theo sự biến thiên của giá nhập đầu vào tại những thời điểm nhất định. Kèm theo đó, Bách Hóa Xanh khẳng định rằng không có chủ trương tăng giá để kiếm lời trong giai đoạn dịch bệnh. Thế nhưng, giải thích này của Bách Hóa Xanh không được người tiêu dùng chấp nhận. Nhiều người tiêu dùng cho rằng Bách Hóa Xanh đang lợi dụng tình hình dịch bệnh để nâng giá, thu lợi bất chính. Sự việc này ngay sau đó đã được cơ quan QLTTPHCM vào cuộc kiểm tra. Sau khi làm việc với 75 trên 641 cửa hàng bách hóa xanh tại thành phố Thủ Đức và 11 quận, huyện khác trên địa bàn thành phố, cơ quan QLTTTPHCM đã đưa ra kết luận rằng các cửa hàng bách hóa xanh chấp hành quy định về niêm yết giá hàng hóa theo quy định và bán đúng giá niêm yết, đảm bảo số lượng và chất lượng hàng hóa, không kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Thế nhưng, ngay sau đó, khi vụ việc bách hóa xanh ở thành phố Hồ Chí Minh tăng giá hàng thiết yếu giữa mùa dịch chưa kịp lắng xuống thì hàng loạt thông tin về cửa hàng bách hóa xanh ở Đắk Lắk, Sóc Trăng, Bình Phước bị xử phạt khiến dư luận cũng như người tiêu dùng đặt dấu hỏi đối với chuỗi cửa hàng này. Việc liên tiếp để xảy ra vi phạm tại hệ thống chuỗi cửa hàng Bách hóa Xanh ở nhiều địa phương khiến dư luận đặt câu hỏi, lời cam kết của CEO Bách hóa Xanh ở trên có giá trị không? Được biết, Bách hóa Xanh được công ty cổ phần đầu tư thế giới di động đưa vào thử nghiệm cuối năm 2015, là chuỗi cửa hàng chuyên bán lẻ thực phẩm tươi sống, thịt cá, rau củ, trái cây và nhu yếu phẩm. Ngay từ khi mới ra đời, MWG tuyên bố sẽ bán giá cả hợp lý so với chợ truyền thống và các cửa hàng nhỏ lẻ. Trong khi đó, chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh, Bách Hóa Xanh ghi nhận kỷ lục mới của chuỗi với mức doanh thu gần 4.240 tỷ đồng trong tháng 7, tăng 55% so với tháng 6 và tăng 133% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu trung bình mỗi cửa hàng đạt hơn 2,1 tỷ đồng. Một kỷ lục mới của Bách Hóa Xanh, trong khi kỷ lục mới thiết lập trong tháng 6 là 1,4 tỷ đồng, nhờ vào việc đóng cửa các chợ đầu mối và chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, Bách hóa xanh ghi nhận doanh thu hơn 17.600 tỷ đồng cho lũy kế 7 tháng năm 2021, tăng 57% so với cùng kỳ.